bóng bồn tức lang hay là viên sọt tới bên tụi bàn tụi nơi cặp tụi bàn chợt những cái hai thấy chlát bóng bồn tay chlát đấy là trôi tụi dơ ngay phân phân đó bóng bồn tầm ăn muối đó lỡ chỉ mới tụi bàn tiết chậm thọt lại bóng bồn mới tiền.